Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế tối ngày hôm nay. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ngày một leo thang, cơ quan phòng vệ Đài Loan mới đây đã cho ra mắt bộ khung xương trợ lực có thể tăng sức bền của binh sĩ và tính cơ động trong các chiến dịch quân sự. Trong khi đó, uy lực lựu pháo của Ấn Độ triển khai sát biên giới Trung Quốc được cho là cân bằng lại lực lượng với phía Trung Quốc, khi mà Ấn Độ không có khả năng không vận, trong khi Trung Quốc lại có đủ loại trực thăng vươn tới được độ cao này. Trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu vượt âm, ngay cả khi Trung Quốc đang dẫn trước Mỹ, thì những tên lửa này cũng không mang lại lợi thế rõ ràng cho Bắc Kinh, bởi Washington đã có hệ thống lá chắn không thể đùa được. Về phía Moscow, tổ hợp tác chiến điện tử của Nga có thể vô hiệu hóa định vị vệ tinh GPS, làm tê liệt các loại vũ khí của đối phương, và Mỹ đã nếm trải điều đó. Máy bay trinh sát của Mỹ đã lạc lối trong trận địa của Nga. Trong khi đó, vụ tàu ngầm Mỹ va chạm bí ẩn ở Biển Đông trước sự hối thúc của Trung Quốc yêu cầu một sự xác minh rõ ràng, thì mới đây, phía Mỹ đã hé lộ một vài chi tiết thiệt hại của con tàu. Về phía Nga, với những nâng cấp gần đây, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Vir của Không quân Nga vẫn có thể phục vụ cho đến ít nhất là năm 2040. Dù 70 tuổi, nhưng tiêm kích của Nga vẫn khiến phương Tây sợ hãi tột độ. Ở một diễn biến khác, Ukraine phớt lờ Nga tới tấp tấn công quân nổi dậy, chiến tranh Donbass bên bờ bùng nổ. Tất cả các tin nóng quốc tế sẽ có trong bản tin dưới đây. Cận cảnh khung xương người sắt mới của quân đội Đài Loan. Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ngày một leo thang, cơ quan phòng vệ Đài Loan đã cho ra mắt bộ xương trợ lực có thể tăng sức bền của binh sĩ và tính cơ động trong các chiến dịch quân sự. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết vừa ra mắt bộ xương trợ lực để tăng sức bền cho các binh lính. Theo người quản lý dự án, ông Nhậm Quốc Khang, bộ khung xương này là một hệ thống có thể mặc ở thân dưới và được cơ giới hóa, được thiết kế cho việc sử dụng trong thời chiến và hoạt động cứu hộ. Ông Nhậm cho biết thêm, bộ khung xương trợ lực phiên bản 1.0 nặng 10 kg được thiết kế để tăng sức mạnh và sức bền của người sử dụng, giúp họ có thể mang vật nặng một cách thoải mái và di chuyển với tốc độ 6 km/h. Bộ thiết bị mới có thể hỗ trợ người sử dụng di chuyển vũ khí đoạn đường xa bằng cách giảm áp lực cho các khớp ở chân và hông. Ngoài ra, phiên bản 2.0 của bộ khung xương trợ lực cũng sẽ được phát triển vào năm 2023, cho phép người sử dụng mang khối lượng tới 100 kg. Khả năng này sẽ hữu ích cho việc di chuyển đạn dược và binh sĩ bị thương trong thời chiến. Uy lực lựu pháo Ấn Độ triển khai sát biên giới Trung Quốc. Mới đây, quân đội Ấn Độ đã triển khai thêm lựu pháo M777 của nước này cùng với pháo tự động L70 Bofors tới khu vực sát biên giới Trung Quốc. Theo số liệu mới đây được công bố, Ấn Độ đã triển khai khoảng 3 trung đoàn lựu pháo M777, tương đương tới 54 khẩu pháo loại này, kèm theo đó là các khẩu pháo phòng không Bofors L70 đến đường kiểm soát thực tế. Việc Ấn Độ triển khai một lượng lớn pháo phòng không tới biên giới được cho là để cân bằng lại lực lượng với phía Trung Quốc, khi mà Ấn Độ không có khả năng không vận lên khu vực biên giới giữa hai nước. Trong khi đó, Trung Quốc lại có đủ loại trực thăng vươn tới được độ cao này. Bofors L-70 là các khẩu pháo phòng không cỡ nòng 40mm, được sản xuất bởi tập đoàn BAE Systems từ năm 2006 đến nay, đã được đưa vào sử dụng và phục vụ một quãng thời gian tương đối dài từ năm 1934 tới hiện tại. Phiên bản L-70 của khẩu pháo phòng không này có thể được điều chỉnh góc bắn tương đối cơ động, trong khoảng từ -20 tới 80 độ. Cùng với sự cơ động đó, tầm bắn tối đa của khẩu súng này có thể lên đến 12.500m với khoảng 240 đến 300 vòng trên phút. Còn về M777, đây là lựu pháo cỡ nòng 155mm, được phát triển và sản xuất cũng bởi tập đoàn BAE Systems, đưa vào biên chế và sử dụng từ năm 2005 đến nay. M777 có khối lượng tương đối nhẹ, chỉ đạt tới 4.200kg. Theo Thiếu tướng Chala của quân đội Ấn Độ, ông nói với trọng lượng nhẹ, pháo M777 cỡ nòng 155mm sẽ có thể được vận chuyển ra tiền tuyến bằng trực thăng. Chiều dài của khẩu pháo này khi hành quân là 9,5m và khi triển khai tác chiến là 10,7m. Chiều dài của nòng pháo cỡ 155mm được trang bị trên M777 là 5,08m. Khả năng nâng góc nòng của M777 cũng được cho là khá ấn tượng. Nó có thể được điều chỉnh trong khoảng từ 0 đến 71,7 độ, có thể đáp ứng nhiều nhu cầu chiến đấu khác nhau. Để vận hành một khẩu lựu pháo này sẽ cần khoảng 7 đến 8 binh sĩ. Tuy cần khá nhiều người nhưng bù lại, khẩu lựu pháo M777 dũng mãnh này có thể nhả đạn từ 2 đến 7 vòng trên phút, giữ được sự cơ động và uy thế trên chiến trường.
Theo các thông tin được biết, M777 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số giống với các loại pháo tự hành hiện hữu từ trước như M109A6 Paladin để dẫn hướng, chỉ điểm và tự định vị mục tiêu. Việc trang bị hệ thống này giúp M777 đạt được độ chính xác tương đối cao và tốc độ phản ứng của kíp chiến đấu lựu pháo này sẽ được nâng cao nhiều lần. Và cũng nhằm mục tiêu nâng cao năng lực chiến đấu của M777, các chuyên gia của tập đoàn BAE Systems đã thiết kế nòng pháo của lựu pháo này để sử dụng được nhiều loại đạn tấn công khác nhau, phù hợp với đa dạng các mục tiêu. Với loại đạn được trang bị thường thấy trên M777, đầu đạn tấn công M107, tầm bắn thấp nhất của M777 sẽ ở mức 24 km, với sai số vòng tròn chỉ trong khoảng 5 mét. Tên lửa siêu vượt âm Trung Quốc chẳng có gì mà ở Mỹ, đừng đùa với lá chắn của Mỹ. Giới quan sát lo ngại rằng các vụ thử gần đây của Trung Quốc báo hiệu một khả năng mới đe dọa nước Mỹ lục địa bằng cả các cuộc tấn công hạt nhân và thông thường. Thế nhưng, liệu các cuộc thử nghiệm mà Trung Quốc tiến hành vào mùa hè này có tạo thành một khoảnh khắc Sputnik như nhận định của tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Mỹ? Tên lửa siêu vượt âm có phải là một loại vũ khí thay đổi cuộc chơi hay không? Nước Mỹ nên lo lắng về tên lửa siêu vượt âm, nhưng có lẽ không phải vì những lý do như nhiều nhà hoạch định chính sách thường nghĩ đến. Các cuộc thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm có khả năng hạt nhân của Trung Quốc không thể thay đổi tính toán chiến lược của Mỹ. Trên thực tế, tốc độ trung bình của tên lửa siêu vượt âm trong toàn bộ hành trình bay thấp hơn tốc độ của tên lửa đạn đạo. Điều này là do chúng phải đối mặt với sức cản của không khí trong bầu khí quyển tương đối dày đặc và còn chậm hơn nữa khi cơ động trong quá trình bay. Vũ khí siêu vượt âm bay ở độ cao thấp hơn so với tên lửa đạn đạo, nghĩa là đường cong của trái đất sẽ giúp chúng thoát khỏi tầm nhìn của radar cho đến khi tiếp cận khá gần mục tiêu. Ngoài ra, các hệ thống bắn phá quỹ đạo phân đoạn có thể tiếp cận lãnh thổ Mỹ lục địa từ phía Nam thay vì phía Bắc, nơi có phạm vi phủ sóng radar ít hơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tên lửa siêu vượt âm sẽ không thể nhìn thấy. Bất chấp những thách thức này, vũ khí siêu vượt âm vẫn có thể theo dõi được. Mỹ đang sở hữu các cảm biến hồng ngoại trong không gian. Chúng sẽ quan sát các động cơ siêu âm bốc cháy trong khi phóng, rồi sau đó, như với hệ thống bắn phá quỹ đạo phân đoạn, làm chạy quỹ đạo của nó. Điều này sẽ giúp Mỹ có nhiều thời gian để xác định nơi tên lửa xuất phát và hướng mà chúng đang bay tới. Máy bay trinh sát của Mỹ lạc lối trong vùng tác chiến điện tử của Nga. Tổ hợp tác chiến điện tử của Nga có thể vô hiệu hóa hệ thống định vị vệ tinh GPS, làm tê liệt các loại vũ khí của đối phương. Từ năm 2012 đến nay, quân đội Nga đã tiếp nhận hơn 20 thiết bị tác chiến điện tử. Hồi trung tuần tháng 10 năm 2021, một chiếc máy bay trinh sát của Mỹ Boeing RC-135W Private Joint khi đang thực hiện hoạt động trinh sát gần vịnh Kerch, bỗng nhiên đường truyền dữ liệu giữa RC-135W với hệ thống định vị GPS ngừng hoạt động. Những sự cố như vậy thường xuyên xảy ra. Có điều lạ là nó xảy ra đúng trên cùng một khu vực. Giới chuyên gia nhận định hệ thống tác chiến điện tử và chế áp điện tử đã được triển khai quanh khu vực vịnh Kerch. Hệ thống tác chiến điện tử của quân đội Nga sử dụng để bảo vệ các căn cứ quân sự trước âm mưu tấn công từ trên không của đối phương bằng các máy bay trinh sát và máy bay không người lái. Các tổ hợp tác chiến điện tử sẽ vô hiệu hóa thiết bị radar trên máy bay của đối phương, thiết bị dẫn đường của bom và tên lửa gây nhiễu đối với máy bay không người lái. Thông thường hơn cả là tổ hợp tác chiến điện tử phân tích tín hiệu và gây nhiễu từ trường cho đối phương. Các máy bay trinh sát của Mỹ thường xuyên bay dọc biên giới Nga, quỹ đạo chủ yếu là Bắc Âu, biển Baltic, biển Đen. Ngày 27 tháng 11 năm 2018, khi cách bán đảo Crimea 31 km, hệ thống định vị GPS cũng bị gián đoạn đối với máy bay tuần tra mang số hiệu 168848 của Phi hành đoàn 26 thuộc Hải quân Hoa Kỳ. Sự cố tương tự cũng xảy ra đối với máy bay không người lái RQ-4A Global Hawk khi chiếc UAV này thực hiện hoạt động giám sát ranh giới vùng Donbass. Lầu Năm Góc thường xuyên cáo buộc hệ thống tác chiến điện tử của Nga hoạt động ở Syria như Krasuka 4, tổ hợp gây nhiễu Zetel, Smartcant đã gây ra nhiều bất lợi cho các phi công của Mỹ. Chính những tổ hợp tác chiến điện tử này của Nga là thủ phạm, làm cho hệ thống định vị, hệ thống điều khiển của những máy bay trinh sát không người lái, máy bay vận tải AC-130 và máy bay trực thăng Apache bị tê liệt, khiến phi công của Mỹ đã nhiều lần phải hạ cánh khẩn cấp xuống những vùng nguy hiểm. Ngoài sự phàn nàn của các phi công của Israel cũng thường xuyên kêu ca rằng tín hiệu GPS của họ bỗng nhiên bị tắt. Các phi công Israel cho rằng họ đang phải đối mặt với tổ hợp tác chiến điện tử Moscow. Không những vậy, năm 2018, NATO cũng cáo buộc Moscow đã tấn công vào hệ thống định vị GPS ở Bắc Phần Lan và Na Uy, nơi các cuộc diễn tập của NATO đang trong giai đoạn cao trào.
rò rỉ chi tiết thiệt hại của tàu ngầm Mỹ sau vụ va chạm bí ẩn ở Biển Đông. Các nhân vật nắm được thông tin trong bản đánh giá thiệt hại ban đầu của Hải quân Mỹ cho biết tàu Connecticut đã bị hư hại phần thân trước cùng các két giàn sau sự cố trên. Trong tàu ngầm, két giàn được sử dụng để kiểm soát độ nổi của tàu. Những két này sẽ đầy nước khi tàu cần chìm xuống và trút sạch nước bằng khí nén để tàu nổi lên trở lại. Các nguồn tin nhấn mạnh rằng hệ thống đẩy và lò phản ứng hạt nhân trên con tàu Love Sea Wolf này có thể không bị thiệt hại trong vụ việc. Tuy nhiên, họ không đề cập đến việc liệu các ống phóng ngư lôi nằm ở phần phía trước của tàu có bị ảnh hưởng hay không. Ông Jay Stefani, quyền trợ lý Bộ trưởng Hải quân Mỹ phụ trách nghiên cứu, phát triển và mua sắm, cho biết việc trùng tu tàu Connecticut sẽ làm gián đoạn hoạt động sửa chữa hiện nay tại 4 xưởng tàu vốn rất bận rộn của Hải quân Mỹ. Đầu tuần qua, các nguồn tin tiết lộ rằng Hải quân Mỹ vẫn chưa thể kết luận tàu Connecticut đã đâm trúng vật thể gì khi tuần tra ở Biển Đông. Hồi đầu tháng, nguồn tin cho rằng tàu ngầm này có thể đâm phải một vật thể tự nhiên ở dưới biển. Tuy nhiên, cựu đô đốc và chỉ huy hạm đội Baltic Nga, ông Vladimir Valiy, nhận định hệ thống điều hướng hiện đại của tàu Connecticut hầu như loại trừ được toàn bộ các tình huống va chạm với đá ngầm. Tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut đã va chạm phải một vật thể chưa xác định khi di chuyển ở Biển Đông trong ngày 2 tháng 10, làm 11 thủy thủ trên tàu bị thương không nghiêm trọng. Nhưng mãi 5 ngày sau, Hải quân Mỹ mới công bố thông tin về sự cố va chạm này. Ban đầu, phía Mỹ chỉ báo cáo vụ va chạm bí ẩn xảy ra tại một địa điểm thuộc châu Á-Thái Bình Dương và sau đó mới nêu cụ thể hơn. Động thái trên đã khiến phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên lên tiếng chất vấn, đòi Washington công bố thông tin chi tiết hơn. Thái độ vô trách nhiệm, không hợp tác và che giấu thông tin chỉ khiến cộng đồng quốc tế thêm nghi ngờ về ý đồ của Mỹ cũng như những gì thực sự đã xảy ra. Ông Triệu Lập Kiên đã nêu quan điểm tại một buổi họp báo vào ngày 8 tháng 10. 70 tuổi nhưng Tu-95MS của Nga vẫn khiến phương Tây sợ hãi tột độ. Với những nâng cấp gần đây, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Bear của không quân Nga vẫn có thể phục vụ cho đến ít nhất là năm 2040. Máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa hành trình tiến công tầm xa Tupolev Tu-95MS của không quân Nga được sản xuất từ thời chiến tranh lạnh nhưng vẫn tiếp tục sứ mệnh hành trình tuần tra quanh lãnh thổ nước Nga rộng lớn. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, vào tuần trước, một cặp máy bay ném bom Tu-95MS nâng cấp đã thực hiện chuyến bay theo lịch trình trên vùng biển quốc tế của biển Nhật Bản và Tây Bắc Thái Bình Dương. Chuyến bay kéo dài hơn 8 giờ, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói với hãng thông tấn TASS. Tại một số đoạn của tuyến đường, các máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược đã được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu Su-35S của không quân Nga. Không phải bây giờ mà các chuyến bay tuần tra và huấn luyện như vậy của máy bay ném bom Tu-95MS đã trở thành thường lệ. Với số vũ khí tiến công mặt đất khủng khiếp được trang bị, trong đó có cả vũ khí hạt nhân, Tu-95MS vẫn luôn là mối đe dọa với Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS là thành phần quan trọng trong bộ ba răn đe hạt nhân chiến lược của Nga. Vừa qua, Tu-95MS đã được nâng cấp để mang tên lửa hành trình KH-101 mới nhất. Tên lửa KH-101 được phóng từ Tu-95MS và sau đó tự bay đến mục tiêu với tầm bắn tối đa đến 5.000 km. Máy bay Tu-95MS sử dụng 4 động cơ cánh quạt phản lực, được phát triển vào đầu những năm 1950 sau khi các nhà lãnh đạo quân đội Liên Xô yêu cầu một máy bay ném bom 4 động cơ có thể bay 8.000 km, đủ khả năng ném bom các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Mỹ. Mặc dù đã có tuổi, nhưng chiếc Tu-95MS vẫn có thể bay khoảng cách xa và năm nay đã thực hiện các chuyến bay thường xuyên gần vùng biển của Mỹ. Trong khi các chuyến bay gần nhất của cặp máy bay Tu-95MS đã thực hiện các chuyến bay tuần tra gần vùng biển Alaska của Mỹ. Tu-95 cũng đã được nâng cấp đều đặn và giống như cụ ông B-52 của không quân Mỹ, Tu-95 chưa có dấu hiệu rời biên chế khi trụ cột hiện tại của lực lượng máy bay ném bom chiến lược Nga vẫn là Tu-95MS. Điều đáng chú ý về Tu-95 là không giống như B-52 của Mỹ, nhiều chiếc Tu-95 được sản xuất vào những năm 1980. Vũ khí trang bị chính của Tu-95MS là tên lửa hành trình phóng từ trên không KH-55. Đây là loại tên lửa có tốc độ cận âm, tầm bắn khoảng 2.500 km. Còn loại tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân hiện trang bị trên Tu-95MSM là KH-55SM có tầm bắn đến 3.500 km. Loại tên lửa thông thường của Tu-95MS là tên lửa hành trình KH-555 với tầm bắn 2.000 km. Tên lửa KH-555 đã được sử dụng ở chiến trường Syria
khi được phóng từ máy bay Tu-95MS. Thông thường một chiếc Tu-95MS-6 mang 6 tên lửa loại này trên một bệ phóng quay KMU-65. Quân đội Nga đã tiếp tục nâng cao khả năng chiến đấu của Tu-95MS với nỗ lực hiện đại hóa hơn nữa với biến thể Tu-95MSM. Mục đích chính của việc hiện đại hóa Tu-95MSM là cung cấp cho Tu-95MS khả năng phóng tên lửa hành trình KH-101 và KH-102 được trang bị trên máy bay ném bom Tu-160. Do chiều dài tên lửa tăng lên nên tên lửa KH-101-102 không thể lắp trên bệ phóng quay bên trong của máy bay Tu-95MS. Như vậy, Tu-95MSM bổ sung thêm 4 giá treo bên ngoài, mỗi giá có thể mang 2 tên lửa loại này. Và cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại! Ukraine phớt lờ Nga, tới tấp tấn công quân nổi dậy, chiến tranh Donbass bên bờ bùng nổ. Ukraine dường như đang lôi kéo Nga vào tình trạng thù địch theo các điều khoản có lợi cho nước này cũng như các đối tác phương Tây. Ngày 26 tháng 10, quân đội Ukraine đã tấn công một kíp pháo binh của lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk bằng cách sử dụng máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Hậu quả trước mắt là một binh sĩ đã thiệt mạng, nhưng về dài hạn, hành động này của Ukraine đã mở ra một giai đoạn chiến sự mới nóng bỏng hơn ở phía đông quốc gia này. Theo truyền thông Ukraine, mệnh lệnh sử dụng UAV được đưa ra bởi Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine. Việc Ukraine triển khai các UAV ở vùng lãnh thổ Donbass được dự đoán sẽ trở thành thông lệ thường xuyên, nhất là khi Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng không có biện pháp nào để chống lại chúng. Cuộc tấn công được thực hiện bằng đạn tên lửa tầm ngắn MAML có độ chính xác cao ở tầm bắn hiệu quả 13 km. Đáng báo động là phiên bản MAMT mới hơn cũng có thể được sử dụng để chống lại các lực lượng dân quân trong tương lai, cho phép quân đội Ukraine tấn công các vùng lãnh thổ mà không cần vượt qua chiến tuyến. Lần đầu tiên, quân đội Ukraine đã triển khai máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp để tiêu diệt một khẩu lựu pháo được quân ly khai thân Nga sử dụng ở Donbass. Cùng ngày, quân đội Ukraine được cho là đã tiến công và giành quyền kiểm soát làng Staromaivka nằm trong vùng xám. Ngày 27 tháng 10, một số nguồn tin cho rằng ngôi làng đã bị lực lượng dân quân tái chiếm. Tuy nhiên, tuyên bố này sau đó đã bị bác bỏ. Trận chiến không chỉ xảy ra tại đây mà cả các làng lân cận Novomarivka và Telmanovo cũng đã bị nã pháo. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng pháo 122mm và súng cối 82 và 120mm. Nhiều thương tích và thiệt hại đã được ghi nhận. Và cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!